Ở bộ ban chứng thí nằm nguyên cái chậu hình chữ nhật luôn, nguyên một cái bệ khủng luôn. Cây này đúng là cây da đen luôn nè, cái bệ bự lắm nha mấy bạn. Cái bệ chỗ này là coi như là gần 60 gì, 60 quá, hơn 60. Còn như cái cây này là chắc khoảng, cây này nó cũng bự nữa, cây này khoảng 40 mấy à. Cái này rắc da đen luôn nha, đen thui thù lùi luôn. Đen lắm, cái này rắc da đen nè, cái cọng nó đen thui luôn nè. Tàn tốt đồ có, sơ sơ có nguyên cái bệ khủng luôn. Nhưng mà nó có một cái li vết lủng nhỏ nha, lủng nhỏ ngay chỗ này nè, người ta đắp keo nè, có một vết lủng nhỏ nha, để nhiều khi mua về là cây lủng mất công lắm. Nhưng mà cây này mình thấy là tương đối, vết lủng nó không thành vấn đề, coi như là bỏ qua luôn á. Nó nằm dưới, nó nằm chìm vô cái thân, còn nguyên cái thân thì đặt không có bị bể chỗ nào hết. Để nhiều khi mua về nói lũng mà không báo, có một vết lũng nhỏ người ta trám cho này. Cây to đẹp quá trời, da đen nha, rặt da đen nha. Cây này là bự lắm nha, cây này bự dữ lắm, tay cành người ta bắt có rồi, có dàn xương hết rồi. Da đen nu mà rặt da đen luôn, đen thui luôn, cái cọng đen thui luôn.